Bộ Dương Cường Vĩnh Hằng anh em này. Ô, Tử Long à? Thế thì mở thử xem ra con gì nhỉ? Có khi nào ra Tử Long không ta? Ui, vãi cả nồi cơm gà. Tiên tri y sử rưu luôn. Này, anh em có biết là cái con Tử Long này bây giờ mà nó lên cung thần tốc cũng rất là ok lao. Anh em thấy không ạ? Những cái đòn đánh thường của nó bây giờ là mới chỉ cầm cái cung thần tốc thôi nhá, là nó được cộng đam và nội tại của nó cũng kích đam luôn anh em ạ. Không có cái người nào. À đây đây đây, có em nâng demo được. Ở chiều cuối sắp hồi rồi. 3 2 1 let's go. Hero never fade. Úi giời ơi, thông qua bow em nâng. Ôi, có được cái lưỡi hán mon anh chọc luôn. Yo. Úi giời ơi. Cầm cung thần tốc chọc những người cao không ạ? The Dragon Ball is back. Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với The Dragon Ball Legends ở channel của Tomer. Và ôi, mỡ không biết có phải là duyên số hay không, nhưng ngày hôm nay là mỡ tự nhiên sáng dậy ra nhá, là mỡ nhớ đến Tử Long anh em ạ. Không, tự nhiên nhớ là thích chơi vị tướng này thôi, nhưng không phải là nhớ vì một cái gì đấy đâu anh em ạ. Và sau đó là mỡ vào game anh em ạ, mỡ vào trong cái phần quà dương mùa đông, mỡ quay thử một cái váy free đến từ sự kiện, đến từ hộp quà Elite đấy, thì nó lại là ra Tử Long giáng sinh anh em ạ. Không biết là cái kết quả quay của anh em nó có giống như là mỡ không, nhưng mà mỡ quay ra vâng, Tử Long giáng sinh, thế thì có lẽ là duyên trời đã định rồi. Nên là ngày hôm nay mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay về Tử Long, nhưng để mà cho một chút khác biệt so với những cái trận đấu khác, thì ở trong trận đấu này mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái con Tử Long, có lẽ là đây cũng là một trong những vị tướng đấu sĩ thừa hưởng rất tốt cái trang bị lưỡi hai ăn mòn. Khi mà rõ ràng những cái đòn đánh thường của Tử Long kèm theo đó là cái nội tại của Tử Long đều được kích hoạt cái trang bị lưỡi hái ăn mòn này. Khi đó ấy, thì khi mà anh em lên cái món trang bị lưỡi hái ăn mòn này này, thì cái con Tử Long đánh thường nó sẽ được cộng thêm đam. Và ba cái phát trò được cường hóa đến từ nội tại cũng được cộng thêm đam luôn. Wow, vậy thì với việc cộng được khá nhiều đam là như vậy, thì Tử Long có thể kích được cái nội tại 5 stack của cái lưỡi hái ăn mòn nó sẽ rất là nhanh chóng. Và bên cạnh đó thì Tử Long anh ta hoàn toàn có thể có được trong những cái tình huống lao và sốc đam team bạn ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game với cái bộ combo này của anh ta. Thì ở trong cái trận đấu này thì mỡ cũng phải chia sẻ với anh em là nó cũng không phải là một cái trận đấu mà mỡ nghĩ là có thể giành chiến thắng được anh em ạ. Bởi vì game đấu này mỡ bị giành lane. Mỡ bị giành lane, mỡ bị cái vị tướng khỉ giành lane. Sau đó là đến cô nàng gọi là anh chàng Estate để đi mid. Nhưng sau đó là mỡ chạy đã ra đường giữa, cho nên là Estate cũng đã chủ động nhường mỡ cái đường này để mà đường trên anh ta lên di chuyển để hỗ trợ cho cái vị tấn khỉ. Ô, ở đây là có em Nân này, lao vào thông em Nân này, chọt nè, ấy ạ. Bị hỏa tiễn đến từ em Nân bắn khá rát. Mục tiêu của mỡ là sẽ cần phải lấy đi cho mình đó là cái nội tại của em Nân cái đã anh em nhá. Làm gì thì làm. Và như anh em có thể nhìn thấy kìa. Úi rồi. Mỡ đã cầm cái trang bị cung thần tốc rồi anh em ạ. Cho nên bây giờ chọc quái thì úi rồi anh em nhìn đam đẩy kìa. Úi rồi. Nào, cố lấy cái nội tại của nó nha. Đúng rồi. Những cái phát chọc của mỡ là đều được kích hoạt cái nội tại cung thần tốc anh em nhá. Và anh em nào mà chưa biết ý, thì cái trang bị cung thần tốc nó là một mảnh để lên cái lưỡi hán mòn. Cung thần tốc sẽ cho anh em tốc độ tấn công kèm theo đó là 40 sát thương với mỗi cú chọc. Đấy, anh em có thể thấy, anh em không thấy con số 40 đúng không? Dĩ nhiên rồi, bởi vì là cái con cỏ tung tăng này nó có cái con này nó có giáp mà, cho nên là nó sẽ giảm từ 40 xuống con 30 đam. Và dĩ nhiên cái con số 80 nó chỉ là cái con số tượng trưng mà thôi, bởi vì kẻ địch có giáp. Và ở đây mỡ sau khi bóc được nội tại của Nana, móc cua được cô ta, và sau đó ui dồi ôi anh em nhìn kìa, ui dồi ôi. Dám nhờn với tổng lưa lên cung thần tốc với cả lưỡi hái ăn mòn này, chào có thể gọi là cực kỳ nhanh chóng và rất là đê mê. Đấy anh em thấy không ạ, xong một trang bị rồi nha. Cầm cái lưỡi hái ăn mòn phát xong tự tin hẳn. Sau khi cầm cái lưỡi hái ăn mòn thì chúng ta sẽ lên cái trọng một kiếm nhá. Trận này thì chúng ta sẽ không chơi Tử Long lên giày, và chúng ta sẽ cầm những cái món trang bị gọi là siêu tốc đánh cho Tử Long thôi. Mỡ nghĩ là trận đấu này anh em có thể nhìn thấy bây giờ cái cách chơi của Tử Long là chúng ta chỉ lao vào khi mà chúng ta có chiêu cuối Hero Never Fade, tức là chiến binh tối thượng mà thôi. Còn lại chúng ta sẽ không lao vào nha. Đấy, ra vừa ăn Monila. Quay lại này anh em này,
tăng tốc lên. Ui sổ ơi, tầm này Nana hết nội tại rồi thì định đẩy mỡ về anh em ạ. Nhưng mỡ lúc nào cũng đứng ở phía trước mặt đông, đó là phía sau lưng của Nana. Đấy, theo cái hướng mà cô ta đang di chuyển về nhà. Thật ra là phía trước mặt bởi vì Nana đang chạy về nhà mà. Nhưng đại khái ở đây là Nana muốn hòa tiễn đẩy mỡ lui về, nhưng mỡ lại chạy đường đấy. Thế nên là ố rè anh em ạ. Đó. Thì trong trận đấu này mỡ quyết định không lên giày. Một cái lý do rất là đơn giản, đó chính là cái trang bị lưỡi hái mòn này nó cũng sẽ cộng thêm một ít tốc độ di chuyển. Rồi sau đó là mỡ sẽ cầm cái trang có kiếm cũng cộng tốc độ di chuyển. Và quan trọng nhất là cái chiêu cuối của Tử Long thì nó cũng đã có rất nhiều tốc độ di chuyển rồi. Và anh em nhìn nhá, ui chọc lính cứ phải gọi là đê mê phê con nhà bà tê tê luôn anh em ạ. Ở đây là có Nana. Nana hết nội tại rồi, nhưng quan trọng nhất là Nana có cái con Munila. Nên là mỡ sẽ cần phải đánh cẩn thận một chút xíu. Đây sẽ là Heronium một phết lao vào vị trí của Liêu Mốt, nhưng Liêu Mốt anh ta đã lướt qua tường rồi. Thôi ăn xong cái con bùa đỏ rồi té nha. Ok là ăn đi được cho mình bùa đỏ đến từ vị trí của Liêu Mốt, phần nào đó giảm thiểu sức mạnh đến từ cái anh chàng đấu sĩ kia. Khi mà Liêu Mốt anh ta ở trong cái bản cập nhật lần này là đã bị giảm sức mạnh rồi. Ở đây có Nana. Mỡ xin cái hòa tiễn. Rồi quay lại chơi mỡ không ạ, để xem nhá. Để xem nào. Giả vờ dính Munila này. À không, chắc khỏi cần giả vờ anh em ạ. Rồi để xem. 3, 2, 1. Con trụ nhỉ. Trời, một trọt hất ngược. Trọt 2, bật phần chân luôn anh em nhá. Tôn trọng đối thủ anh ạ. Đúng, để hồi máu luôn anh em ạ. Bởi vì vào trụ sẽ bắn mỡ mấy phát đấy. Đấy, nhưng mà thật ra là cũng không quá là cần. Bởi vì Estate anh ta cũng đã có đây, anh ta búp máu cho mỡ rồi. Tuy nhiên thì vào hạ gục Nana thì về cơ bản là không nên tích chiêu. Uầy, quay đi quẩn lại tim mỡ và tim bạn ở thời điểm hiện tại cũng đã có được tới tận 10 mạng hạ gục. Sự cách biệt ở đây là 8 mạng rồi anh em ạ. Đường trên, ở đầu game mỡ có một lần ghé thăm lên đường trên anh em ạ. Nhưng mà mỡ đã bị khống chế đến từ Edit, cho nên mỡ đã phải để bảng điểm số rồi, cho nên tình huống này mỡ sẽ cẩn thận. Ở đây là có Beatrix với cái skin M4, xạ thủ tinh tú. Tiếp đến là Edit. Phía bên trên đường team mỡ có khỉ với cả Estep, nhưng mà hai cái vị tướng này nó không giúp được nhiều cho mỡ lắm anh em ạ. Không có khống chế, cho nên là mỡ nghĩ là mỡ sẽ di chuyển ra đường giữa. Tiện đường công tác, ăn đi cho mình cái đợt lính này và xem gọi là có ai không. Ồ, có, đó là Liêu Mốt, anh ta cần sự giúp đỡ. Nhưng không, mỡ thích em Nana cơ. Nana vừa mới shut down đi được, đó là Moskov chọt anh em này. Úi dồi, hóa Munila. Munila vẫn chạy là rất nhanh. Và đó là cái mạng tiếp theo mà mỡ đã mang đến cho em Nân ở trong cái trận đấu này anh em ạ. Trận đấu này mặc dù không chơi Tử Long, nhưng về cơ bản, mặc dù không chơi Yin chứ, nhưng về cơ bản cầm Tử Nông chăm sóc vào vị trí của em Nân này rất là ok la luôn. Và với cái việc mỡ cầm được trang bị lưỡi hái mòn từ sớm thì anh em có thể nhìn thấy đam của mỡ bây giờ nó cũng khá là lớn. Bạn ơi, ui dồi ôi. Anh em nhìn tôi chọc kìa. Tôi chọc có khi là cái con cờ linh cũng tiên đinh luôn. Chọc đam nó nảy là rất nhiều. Quan trọng nhất là cái chọc này nó lại còn tăng tốc độ chọc của Tử Long. Và bên cạnh đó là nó còn tăng thêm cả cái khả năng xuyên giáp một chút đến từ cái phép bổ trợ này. Cho nên chọc là rất nhanh. Bây giờ hãy gọi mỡ gọi là Tử Long thông dòng tim bạn anh em ạ. Tầm này mà mỡ chọc tim bạn chắc là chỉ nhấc người. Nhưng mà quan trọng nhất ở đây là mỡ sẽ không chọc cái con Edit đâu. Edit chọc là cái gì? Đây vừa mới nói xong, giao lưu kết hợp cái này anh em này. Thôi, khiếp nhỉ, con Edit kinh quá. Hình như là nó không có combo hất tung của nó. Chứ phát vừa xong nó hất tung hai cái xong rồi thằng Liêu Mốt nó ra chắc là mỡ tiền đình anh em ạ. Ở đường dưới kìa. Đường dưới bằng cách nào đó mà Moskov anh chàng này đẩy thông hè thông đường thông hè thoáng, anh ta đẩy kinh quá nhỉ. Anh ta thông hết đường rồi. Mỡ phía này là đang gọi là chọc vào mông của đó là vị tướng Liêu Mốt, chọc rất đau. Mất 3/4 cây máu. Tuy nhiên là Liêu Mốt anh ta đứng gần trụ cho nên anh ta không bị hạ gục ở trong pha xử lý đó. Không sao, quay người trở lại ăn đi bùa tím của Liêu Mốt và sau đó quay người trở về đây này. Thông do vào mông của Beatrix. Ui dồi ôi, Beatrix nhấc người. Chọc Beatrix xong thì mỡ lùi về ngay. Ui tốc biến đến từ đó là cờ linh. Nhưng mỡ đào thoát được cái tình huống vừa xong, không đánh được anh em ạ. Nếu có phần chấn chắc là mỡ cân 3 luôn. Nhưng về cơ bản là không có phần chấn anh em ơi. Cho nên chúng ta sẽ lùi về. Tình huống này là lại có phần chấn này. Máu, nhưng mà máu của chúng ta lại là không đủ. Quan trọng là chiêu cuối của chúng ta chưa hồi. Khoảng chừng là 3 gì nữa thì Hero Never Fade mới hồi cơ. Đấy, và giờ đến hiện tại là anh em đã thấy được mỡ đã có những cái món trang bị có thể nói là có rồi. Anh em nào mà khát máu ấy thì anh em có thể lên cái lưỡi hái mòn, chạm phong kiếm và chiến dù Berserker. Còn anh em nào mà yêu thích cái lối chơi gọi là ăn chắc mặc bền, lao vào là có mạng ở đầu game ấy, cầm cái gươm thất hại. Với gươm thất hại nó sẽ có thêm được một chút siêu đam vào đây. Mỡ sẽ cho anh em xem này. Lao ra với đó là cái vị tướng Tử Long. Mặc dù bị trói chân nhưng mỡ bật phần chân. Ôi, đi ngang qua đời cờ linh luôn. Thông cho cờ linh gọi là cong bông luôn anh em ạ. Đó là cái mạng thứ 8 của mỡ ở trong cái trận đấu này.
với việc có được cho mình đó là tắm ạ. Thì cái việc mà mỡ trở nên xanh nó không có gì là quá bất ngờ anh em ạ. Đường trên mỡ sẽ cần quan tâm đến cái việc đẩy trụ hơn, trong khi đó thì ở đường dưỡng nó đang đu đưa đi đánh nhau đến từ vị trí của Fanny. Nhưng mà ủi anh em nhìn đang kìa, thuê với anh em luôn, con tử long nó chọc nhìn thích thì đừng hỏi. Trong khi đó thì team bạn vẫn đang gọi là đánh được với cái vị tướng đỡ đòn Edit. Con Edit này trông thể đánh được phết đấy. Ở đây là có Leo Mode. Ui, Leo Mode của chúng tôi này. Nhưng mà thôi, chắc là chạy anh em ạ. Thôi bye bye khỉ nha, bye bye. Tôi chịu thôi, tôi không giúp ông nữa đâu. Bởi vì là team bạn nó đang kém góc mật rồi. Khỉ đang bị hấp diêm đến từ vị trí của ngựa. Và kém theo đó là cái con Edit, tức là Leo Mode và Edit. Nhưng mà Leo Mode thì lại là quá đà rồi. Leo Mode ham chơi quá anh em ạ. Leo Mode cứ nghĩ rằng anh ta khỏe. Đúng là anh ta khỏe thật. Nhưng nếu như mà anh ta so sánh với một cái con tử long từng nay đô thì tầm này Leo Mode cũng gọi là bị chọc cho nhức người luôn anh em ạ. Rồi tầm này xuống đường dưới để mà thủ đường thôi. Mất trụ rồi, xuống không kịp. Nhưng sẽ đón lấy được ba cái con lính này. Ba con lính mỗi có 115 vàng. Tổng nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm gần 350 vàng. Một cái lượng vàng thì nó là rất nhiều. Để giúp cho mỡ có được thêm cái lượng tài chính để mà mua thêm đồ anh em nhá. Đấy, cầm được 4 đồ rồi anh em ạ. Đường giữa là có bi trích, hình như là như vậy. Và cái đó là estate. Team mỡ thì cũng đã ăn được cho mình đó là clot ở khoảng chừng là phút thứ 10 rồi. Để xem team bạn sẽ đánh như thế nào nhá. Đừng nấp bụi để chờ thời anh em ạ. Đây rồi, có hàng đây anh em ạ. Ôi, đây hơi lag tí thôi. Chọc cho đó là Liều Mốt nhất người. Tiếp đến là Edit thì cũng nhất người luôn. Edit bị sắt đào, tuy nhiên mã gục không phải là của mỡ. Tuy nhiên là anh chàng Cờ Linh cũng đã kịp tiễn Fanny lên bảng điểm số trong một cái tình huống anh ta đu dây. Nó phải gọi là hơi ẩu anh em ạ. Trận đấu này phút thứ 11 team mỡ triệu hồi được cái con lót đầu tiên trong cái trận đấu này. Nhưng mỡ nghĩ là về cái con lót này thì cũng không có làm nên cơm nên cháo gì cả. Bởi vì team mỡ mất đi cho mình cái ông mở giao tranh rồi. Chỉ có là Edit khỉ với cả ông Woodscope này thôi. Tôi thì chuyên gia nút lùm rồi, cho nên là tôi cũng chả biết báo như thế nào anh em ạ. Chờ team bạn mắc lỗi xong rồi mình vào thôi anh em ơi. Đấy, trận đấu này anh em nhìn thấy cái tỷ lệ cái KDA nó đang 23-12. Nghe chừng rất là kiểu gọi là vượt trội hơn anh em hiểu không? Nhưng nên nhớ là team bạn có được những cái vị tướng thủ đường và là lật kéo rất khó chịu. Với double khống chế đến từ cặp đôi Edit thì kèm theo đó Nana, sau đó là những cái vị tấn khác nữa. Nhưng ở trên, ui dồi ôi, tổng biệt là quyết đoán đến từ vị trí của đó là Bi Trịch đấy. Bi Trịch làm pha xử lý vừa xong là 10 điểm luôn anh em ạ, không nói nhiều. Cái tình huống mà để cho mỡ lao vào rồi mới tốc biến thì nói thật với anh em là có khi bị móc ngược lại luôn. Ở đây mỡ không có chiêu cuối nhưng không sao. Thử độ, đúng rồi, lao vào hạng cũng đi được. Đúng rồi, đặt bù kim đến 2 sát thủ. Nhưng đó là tất cả những gì mà mỡ có thể làm anh em ạ. Bởi vì là mỡ có phần chấn muộn quá, chiêu cuối của mỡ cũng không có. Trước cái tình huống mà xong mà có chủ của cổ phần chấn, có khi chấp luôn cả con Munila đấy. Một mình mỡ chọc 3-4 ông nó là bình thường. Nhưng thôi không sao, quay trở lại đối với cái diễn biến trong cái trận đấu này đi. Team mỡ đang ép giao tranh ở đường giữa, nhưng Liêu Mốt anh ta đang quẩy, anh ta đang lao lên. Đúng rồi, nhưng anh ta bị mỡ thông do. Úi dồi ôi, Liêu Mốt bị mỡ thông cho yên đình, thông cho nhất người. Shut down đi được anh chàng Liêu Mốt này. Mạng thứ 12 dành cho mỡ. Đường dưới đã lủng đến từ vị trí của team bạn. Và với việc còn khoảng 20 giây nữa cái Colossus sẽ ra thì thôi chắc là khoảng tầm này sẽ là end game. Liêu Mốt anh ta có lẽ là đang có một cái gì đấy nó hơi cay cú. Nawala Kampe, Anoyun không hiểu. Nhưng mà nhiều người, anh em nên biết rằng cái con tử long ấy, ở nước ngoài người ta không gọi là tử long đâu. Nước ngoài người ta gọi nó là cái con di long hoặc là Yun Zhao. Anh em hiểu không? Nên Yun này khả năng cao là đang nói mỡ. Với KDA ở đây là 12-22. Đấy, còn nếu như mà không nói mỡ thì chắc là phải ọc cửa anh em ạ. Không sao. Rồi xem, nấp ở trong bụi. Cái con lót này sẽ cần được ai đó ăn. Mỡ thì không ăn anh em ạ. Bởi vì mỡ nấp bụi để thông tin bạn cái lượng sát thương sẽ là ổn áp hơn. Một tình huống check tầm nhìn đến từ cái mắt ma thuật của team bạn. Có lẽ là team bạn đang đổ ra. Đây rồi, đôi giày, đây rồi, hai xạ thủ đi mỡ thông cho nhất người. Tiếp tục là thông vào mông của Leo Mốt và kèm theo đó là Bi Trịch. Chỉ còn lại duy nhất là vị tướng Nana mà thôi. Nana đứng lại rồi. Một trò không nói nhiều, nhất người luôn. Team bạn bị quét sạch, mất lót và thế là end game luôn. Không nói nhiều anh em ạ. Wow, một cái trận đấu mà đến thời điểm hiện tại mình nghĩ là con tử long này cầm cung thần tốc cũng khá là ok, là nó không đến mức tệ anh em ạ, và nó hoàn toàn chơi được. Nhưng cái cung thần tốc này anh em cần lưu ý là nó không cho tử long quá nhiều đam, nên anh em sẽ cần phải lên siêu tốc đánh thì nó sẽ phù hợp với cả cái cung thần tốc hơn. Nhưng đam sẽ hơi đuối một tí đấy. Nhưng dù gì đi chăng nữa trận đấu này cũng đã là win rồi anh em ạ. Trên đây là toàn bộ video clip mà mọi muốn chia sẻ với anh em về tử long lên cung tốc đánh cung thần tốc. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mọi một like và ký kênh nhá. Peace. Victory!